Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu, ngày 11 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình chào xã giao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Việt Nam Airlines sẽ tăng tần suất đường bay Hà Nội Đồng Hới. Tuyên Hòa khắc phục hậu quả do lốc sét gây ra. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về dân biếu lụa, Bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương. Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hôm qua ngày 10 tháng 5 tại thủ đô Viêng Chăn, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Tiếp đoàn có đồng chí Khăm Pai Đâm Lắt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đồng chí Sảnh Thong Phà Khun Thong, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn. Tại buổi tiếp, đồng chí Khăm Pai Đâm Lắt đã bày tỏ sự vui mừng khi được đón đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình sang thăm và làm việc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước nhấn mạnh: những năm qua, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào luôn kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng. Đồng chí mong muốn thời gian tới, hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị trên tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã cảm ơn sự tiếp đón chân tình và trọng thị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Đồng chí nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Khăm Muộn thực sự là cơ hội để mặt trận hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn trao đổi công tác, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị lên một tầm cao mới. Chiều nay ngày 11 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về tuyên truyền vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020. Dự lễ ký kết có đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chương trình phối hợp nhằm mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, đấu tranh ngăn chặn việc sản xuất nông sản thực phẩm không an toàn, ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, kháng sinh và chất cấm trong sản xuất nông sản thực phẩm. Tại lễ ký kết, các bên đã thống nhất chương trình phối hợp tuyên truyền vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020 gồm các nội dung: tuyên truyền phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, vận động các tổ chức cá nhân ký cam kết về sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, tiếp tục vận động hướng dẫn, tập huấn, áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất kinh doanh nông sản sạch. Trong đó, chú trọng sản xuất kinh doanh theo chuỗi với các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng phù hợp, hỗ trợ kết nối cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm an toàn với nhà phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ cho các cấp hội và hội viên Hội Nông dân, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cả cấp trong tuyên truyền vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, giám sát, lên án các trường hợp sản xuất kinh doanh tiêu thụ nông sản thực phẩm không an toàn, vi phạm pháp luật, kịp thời phát hiện,
tôn vinh các điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Hưởng thời kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2018, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Đồng Hới đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy phường Đồng Mỹ tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Tại buổi tọa đàm, đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn phường đã được nghe giới thiệu những nội dung cốt lõi trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các chi bộ đã thảo luận, chia sẻ các phương pháp rèn luyện, bồi dưỡng năng lực, phẩm chất của cán bộ đảng viên gắn với chức trách nhiệm vụ được giao thông qua các chuyên đề như vận dụng quan điểm dân vận khéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh áp dụng vào công việc địa phương, chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật kỷ cương, đổi mới phong cách lề lối làm việc của cán bộ công chức phường, góp phần củng cố chất lượng, nâng cao uy tín của bộ máy đảng chính quyền, nêu cao tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Đoàn viên thanh niên phường thực hiện lời căn dặn của Bác đối với thế hệ trẻ, cán bộ giáo viên gắn với xây dựng người thầy mẫu mực, tận tụy, sáng tạo. Hội thảo đã góp phần quan trọng cho việc đổi mới lề lối làm việc cũng như tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên trong toàn phường. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm kiểm soát viên trung cấp, kiểm soát viên sơ cấp và giao ban trực tuyến Viện Kiểm sát 2 cấp tháng 4 năm 2018. Theo đó, trong đợt này có 5 đồng chí được trao quyết định bổ nhiệm của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trong đó có 2 đồng chí được bổ nhiệm kiểm soát viên trung cấp và 3 đồng chí được bổ nhiệm kiểm soát viên sơ cấp. Sau khi trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí kiểm soát viên, đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã chúc mừng và biểu dương quá trình phấn đấu rèn luyện của các đồng chí kiểm soát viên, đồng thời mong muốn các kiểm soát viên sẽ phát huy năng lực trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hôm nay ngày 11 tháng 5, huyện Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến của thời tiết để có biện pháp phòng chống ứng phó kịp thời. Quảng Ninh đã tiếp nhận và cấp phát tiền hàng cứu trợ với tổng trị giá gần 1 tỷ 740 triệu đồng, góp phần giúp nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Năm 2018, dự báo tình hình thiên tai sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường. Để chủ động phòng chống thiên tai, huyện Quảng Ninh đã kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến luật phòng chống thiên tai, rà soát bổ sung chi tiết các phương án, kế hoạch di dân ở những nơi có nguy cơ ngập lụt cao, lũ quét, sạt lở, đảm bảo an toàn hồ đập và các công trình thủy lợi trên địa bàn, chủ động công tác cảnh báo thiên tai và thông tin liên lạc, kịp thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trước mùa mưa lũ. Sáng nay ngày 11 tháng 5, chương trình truyền hình thực tế tiếp sức cho người nghèo vùng thiên tai do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình tổ chức đã thực hiện số thứ 5 tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch. Đến với chương trình, bà con nông dân đã tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến kỹ thuật chăm sóc bò sinh sản và kiến thức nhà nông nói chung. Đặc biệt, trong phần 2 của chương trình, hai gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong địa phương là gia đình bà Trần Thị Vân ở xã Quảng Lưu và gia đình bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Quảng Thạch đã tham gia trò chơi kiến thức và trò chơi vận động với những cơ hội được nhận thêm các tặng phẩm của chương trình. Kết thúc chương trình, 30 hộ gia đình khó khăn và bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại các xã Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Phương đã được nhận mỗi hộ một con bò cải sinh sản trị giá 15 triệu đồng. Trước khi được hỗ trợ, các hộ gia đình đã được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò và ký kết hợp đồng trách nhiệm. Thông qua việc tặng bò, chương trình đã hỗ trợ phương tiện sản xuất, tạo sinh kế để bà con ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Nhằm tạo điều kiện cho người mù có cơ hội được tham gia học tập, nâng cao kiến thức, phục hồi chức năng, tìm được việc làm phù hợp, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Sáng nay ngày 11 tháng 5, tỉnh Hội Người mù Quảng Bình đã tổ chức khóa học nâng cao kỹ năng sống cho người mù. Tham gia khóa học có 20 học viên đến từ các huyện trong tỉnh. Các học viên được tiếp thu các nội dung về phương pháp định hướng đi lại, phục hồi chức năng cơ bản và bồi dưỡng kỹ năng sống, học văn hóa bằng chữ Braille, hướng nghiệp và học nghề phù hợp với hoàn cảnh của người mù như làm tăm tre, chổi đót, mát xa và kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt.
thông qua khóa học nhằm giúp cho người mù tăng khả năng hoạt động xã hội, phát huy năng lực của bản thân, đồng thời tạo điều kiện cho người mù được học tập, lao động, làm việc, xóa bỏ mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đại hội 18 Công đoàn tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và nghị quyết Đại hội Công đoàn cả cấp. Với khẩu hiệu hành động đổi mới dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội lần thứ 18 có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá tình hình phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018, quyết định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ và cả giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023 về tăng cường xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, tập trung chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đại hội 18 Công đoàn Quảng Bình diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2018 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình với 245 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của trên 6 vạn đoàn viên người lao động trong tỉnh về từ đại hội. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đoàn viên người lao động và cả cấp Công đoàn Quảng Bình. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Việt Nam Airlines sẽ tăng tần suất đường bay Hà Nội Đồng Hới. Tuyên Hòa khắc phục hậu quả do lốc sét gây ra. Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch mùa hè đến các thành phố ven biển miền Trung, đặc biệt là Quảng Bình, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018, Việt Nam Airlines sẽ khai thác đường bay Hà Nội Đồng Hới Quảng Bình với tần suất 6 đến 7 chuyến trên một tuần bằng máy bay A320. Theo kế hoạch, các chuyến bay xuất phát từ Hà Nội đi Đồng Hới vào lúc 6 giờ sáng từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần, riêng trong giai đoạn cao điểm từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018, Việt Nam Airlines khai thác chặng Hà Nội Đồng Hới vào tất cả các ngày trong tuần. Chặng bay chỉ kéo dài 1 tiếng và hành khách sẽ có rất nhiều thời gian để khám phá thành phố Hoa Hồng ngay sau khi hạ cánh. Với lợi thế đường bờ biển dài với nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng, lại nằm gần di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, với hang Sơn Đoòng lớn nhất và đẹp, kỳ vĩ nhất hành tinh, thành phố Đồng Hới là điểm đến ngày càng được ưa chuộng của du khách trong những năm gần đây. Năm 2017, Quảng Bình đã đón trên 3 triệu lượt khách. Riêng 4 tháng đầu năm 2018 đã có trên 1,2 triệu du khách trong nước và quốc tế đã chọn Đồng Hới - Quảng Bình là điểm đến. Để phục vụ du khách khi đến với Đồng Hới - Quảng Bình, Việt Nam Airlines sẽ có nhiều chính sách ưu đãi áp dụng cho các hành trình của đường bay Hà Nội - Đồng Hới, thực hiện trong thời gian từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018. Để xây dựng vùng tập trung lúa gạo đặc sản, huyện Bố Trạch đang có kế hoạch bảo tồn và hướng đến phát triển một số giống lúa bản địa như nước hai và niệm cao. Vụ đông xuân 2017-2018, huyện Bố Trạch gieo cấy gần 6 hecta giống lúa nước hai và niệm cao tại hai xã Phủ Trạch và Vạn Trạch. Do thời gian sinh trưởng dài ngày, năng suất thấp nên từ nhiều năm nay hai giống lúa này ít được bà con đem vào canh tác và có nguy cơ thất truyền. Tuy nhiên, ưu điểm của hai giống lúa này là có khả năng thích ứng với các chân ruồng nhiễm mặn, khả năng kháng sâu bệnh cao, chất lượng gạo thơm ngon được người tiêu dùng ưa chuộng. Ngoài việc hỗ trợ 100% giống, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Nông để mở rộng vùng canh tác và bao tiêu đầu ra sản phẩm cho bà con nông dân. Công ty cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lệ Thủy vừa tổ chức trình diễn mô hình sản xuất thử giống lúa mới chất lượng cao. Trong vụ đông xuân năm 2017-2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam phối hợp với Hợp tác xã Mai Hà, xã Xuân Thủy đã đưa giống lúa thuần Bắc Hương chín vào sản xuất thử nghiệm tại các chân đất khác nhau. Mô hình được triển khai ở 3 hộ gia đình với diện tích 1,3 ha. Qua đánh giá kết quả thực hiện, mô hình cho thấy giống lúa Bắc Hương chín có thời gian sinh trưởng ngắn, tương đương các loài giống đại trà tại địa phương, thích hợp cho việc thay thế các giống HT1, P6. Bắc Hương chín có khả năng chống chịu với sâu bệnh khá, chịu phèn tốt.
Bên cạnh đó, giống lúa này có đặc tính cứng cây chống đổ rạp tốt, hình dạng cây gọn, bộ lá có màu xanh bền thích hợp cho thâm canh tăng năng suất. Năng suất thực thu trung bình đạt 65 tạ trên 1 hectare. Cũng trong vụ đông xuân năm nay, công ty cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam cũng đã đưa giống Thiên Ưu 8 vào sản xuất thử nghiệm tại hợp tác xã Quy Hầu, xã Liên Thủy và cho kết quả tốt. Việc đưa các giống mới vào sản xuất thử nghiệm trên đất đồng huyện Lệ Thủy nhằm mục đích đánh giá thích ứng và khả năng chống chịu của giống với đất đai và tập quán canh tác tại địa phương, từ đó làm căn cứ để huyện Lệ Thủy bổ sung bộ giống vào cơ cấu sản xuất giống lúa chất lượng tại địa phương. Mặc dù chưa đến kỳ thu hoạch, song qua quá trình thăm đồng cho thấy ngô vụ đông xuân trên địa bàn xã Hồng Hòa, huyện Minh Hóa dự kiến năng suất đạt trên 50 tạ một hecta. Vụ đông xuân năm nay, xã Hồng Hòa, huyện Minh Hóa xuống giống trên 44 hecta diện tích ngô, chủ yếu là giống ngô lai NK6326. Đây là giống ngô phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, có khả năng chống chọi tốt với thời tiết và sâu bệnh. Nhờ tuân thủ đúng khung lịch thời vụ, cộng với sự chăm sóc chu đáo của bà con nông dân, cây ngô sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay, ngô đang bước vào giai đoạn cuối của thời kỳ chín, bắp to, hạt chắc và đều. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân xã Hồng Hóa, với tình hình thời tiết diễn biến khá thuận lợi, vụ ngô đông xuân năm nay cơ bản được mùa, năng suất ước đạt trên 50 tạ trên 1 hecta. Thực hiện chủ trương chuyển đổi đất trồng lúa năng suất thấp sang trồng dưa hấu, Ủy ban Nhân dân xã Hàm Ninh đã chỉ đạo nông dân tích cực triển khai. Vụ đông xuân năm nay, xã Hàm Ninh có gần 100 hộ gia đình trồng dưa hấu với diện tích 20 hecta, tăng khoảng 3 hecta so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện diện tích dưa hấu trên đất chuyển đổi đang phát triển tốt, dự kiến sẽ cho thu hoạch vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Cùng với đó, bà con nông dân đang tiến hành gieo trồng tiếp gần 3 hecta dưa theo hình thức gội vụ. Các dòng dưa được người dân Hàm Ninh sử dụng chủ yếu là An Tiêm, Hắc Mỹ Nhân, Hoàn Châu và Phù Đồng, với giá bán trên thị trường khoảng 6-7 ngàn đồng một kg, sẽ cho thu nhập khoảng 150-160 triệu đồng một hecta, cao gấp 3-4 lần so với trồng lúa trên cùng một đơn vị diện tích. Hôm qua ngày 10 tháng 5, một trận lốc và sét mạnh đã xảy ra trên địa bàn hai xã Lê Hòa và Thuần Hòa, huyện Tuyên Hòa, khiến cho nhiều nhà dân và hoa màu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ghi nhận của các phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tuyên Hòa. Một ngày sau trận lốc sét xảy ra, ngôi nhà của bà Đặng Thị Bảo ở thôn Đồng Lê, xã Lê Hóa vẫn còn ngổn ngang gạch, ngói vỡ. Khi đâu sầm sét đấy ra, rồi chỉ là ít chút gió sóng thì là ngày lại đó. Hắn chụp đến gì là vì gì là hắn quạo gì đó. Đuổi con ngược chứ. Qua ngược mà chỉ mở gạch vì đi đâu đấy là hắn xả hết trên cho tôi. Cơn mưa lớn kèm theo lốc sét cục bộ xảy ra vào khoảng từ 12 giờ 45 phút đến 13 giờ 15 phút ngày 10 tháng 5 trên địa bàn hai xã Lê Hòa và Thần Hóa, huyện Tuyên Hóa, làm nhiều nhà dân bị tốc mái, hoa màu bị gãy đổ, nhiều công trình trường học bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại điểm trường Ba Tâm thuộc trường mầm non Thuần Hóa, nằm trong khu vực lốc sét đi qua, toàn bộ hệ thống mái che ở khu vui chơi ngoài trời cho trẻ vừa hoàn thành đã bị lốc cuốn bay. Tại thời điểm xảy ra lốc sét, điểm trường có rất nhiều trẻ đang ở bán trú. Nhưng may mắn, các trẻ vẫn được an toàn. Khi hiện tượng xảy ra lốc sét thì rất là mạnh. Các cô thì tâm lý của các cô rất là sợ bởi vì trẻ thì nhỏ và trẻ thì đông. Chỉ trong một lớp thì trung bình là từ là 18 đến cho 22 trẻ. Cho nên là trẻ rất đông mà trong lớp chỉ có là 2 cô. Cho nên là lúc đó là học sinh thì là khóc thét rất là nhiều. Cho nên các cô thì bằng biện pháp là ôm một lần là 3-4 trẻ để cho ra nhà vệ sinh. Ở nhà vệ sinh là có mái độ để đảm bảo an toàn cho học sinh ở tại trường. Và sau khi lốc xoáy hết thì ban giám hiệu nhà trường đã tập trung và khắc phục sau lốc xoáy để cho tiếp tục vẫn là tổ chức học cho học sinh, được học sinh vẫn được tổ chức bán trú trên ngay và đảm bảo được cái điều kiện để cho học sinh là học an toàn. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hóa, trận lốc sét đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến địa bàn hai xã Lê Hóa và Thuần Hóa. Trong đó có 135 ngôi nhà bị tốc mái, 130 nhà ở xã Lê Hóa, 5 nhà ở xã Thuần Hóa, 2 ngôi nhà ở xã Lê Hóa bị sập tường, một số điểm trường bị ảnh hưởng. Rất may không có thiệt hại về người. Về hoa màu, có hơn 54 hecta cây trồng các loại ở hai xã bị ảnh hưởng, trong đó có 33 hecta lúa và 17 hecta ngô bị gãy đổ, 4 hecta lạc bị xói rễ ngâm nước, ước thiệt hại ban đầu trên 8 tỷ đồng. Qua nắm tình hình theo dõi thì sau mưa lốc xoáy thì
tập trung thiệt hại là chủ yếu là tại thôn Đồng Lý của xã Lê Hóa. Ban phòng chống lụt bão của xã thì đã tiến hành mở hội nghị và tiến hành cho các ban chỉ đạo về các cơ sở để thống kê điều tra cái thiệt hại cho các cái hộ dân. Sáng ngày 11 thì ngoài cái nhiệm vụ thống kê điều tra thì cái nhiệm vụ đầu tiên là huy động các cái lực lượng của đoàn thanh niên, thì cả cái tổ chức hội, thì bà con nhân dân đi tập trung giúp đỡ các cái hộ mà gặp cái tai nạn trong cái lốc xoáy đi trước mắt để khắc phục cái đời sống cho bà con trong thời gian sau lốc xoáy. Từ chiều ngày hôm qua mùng 10 tháng 5, lãnh đạo huyện Tuyên Hóa đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình thiệt hại sau lốc xoáy tại địa phương, đồng thời chỉ đạo các địa phương chia sẻ động viên các hộ gia đình bị thiệt hại nặng, giúp người dân ổn định cuộc sống. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 11 ngày 12 tháng 5 năm 2020.